con đưa hai nè, con đưa hai tay lên coi với hai ngón nó coi. Ngang ngửa không? Hai con hai bằng bốn mà. Là ai dạy vậy? Ai dạy con bằng ba. Đưa, đâu đưa hai ngón tay lên đây. Đưa hai ngón tay lên với mẹ ơi. Trời, cái gì trời? Tự nhiên con muốn bằng ba gì trời? Hai là hai ngón tay thêm hai ngón tay. Nè con điếm tay ba coi mấy ngón nè, này mấy ngón. Ngang ngược không? Cái gì trời, người gì ngang ngược chứ gì trời? Nhưng không, 2 cộng 2 bằng 4, con bằng 3. Không bằng bằng 4, bằng 3. Thôi là trời, vậy thì học cái này cô giáo đánh xỉu xỉu luôn. Trời gì vậy? Nhưng không, 2 cộng 2 bằng 3. Rồi con rồi, 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 2 cộng 2 bằng 3. Rồi, 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 2 cộng 2 bằng 3, 2 cộng 2 bằng 3. Rồi, 2 cộng... Trời ơi, biết 1 cộng 1 rồi giờ có cộng lại bằng mấy? Mới bằng 2 đúng rồi. Đúng không? Rồi, rồi thêm 2 cộng thêm 2 ngón tay bằng mấy? 2 cộng 2 bằng mấy con? Bằng 3. Sao bằng 3? Mình nghe biết mấy ngón tay? Bằng 3. Nhân thử không? Rồi 1 cộng 1 bằng mấy? Bằng 2. Rồi 1 cộng 1 bằng 2 đúng không? Rồi bằng 2, rồi 2 cộng thêm 2 ngón tay gì nữa bằng mấy? Sao bằng 3? Biết ngón tay cộng thêm 2 ngón tay bằng mấy ngón tay? Rồi nè. Nè, nè, con đếm được rồi, 2 với 2 bằng mấy? Bằng 3. Rồi nè, rồi 1 cộng 1 bằng mấy? Bằng 2. 1 cục kẹo với này nữa là mấy bịch? Đếm ai mấy bịch? 1, 2. Bằng mấy? 1, 2. 2 đúng rồi, đúng rồi. Rồi, giờ mẹ cho con thêm đây 2 này nữa, này là mấy bịch? 1, 2, 3, 4. Rồi 2 cộng 2 bằng mấy? Sao mà ba? Rồi, rồi nè nè rồi nè, mẹ dạy con cộng đây nè, này là mấy bệt kẹo nè. Rồi hai không, này với này nữa là mấy bệt, biết rồi con đếm lại coi mấy bệt kẹo. 1, 2, 3, 4. Rồi bằng mấy cộng lại con được mấy bệt kẹo rồi? 2 cộng 2 bằng mấy? Là con được mấy bệt kẹo? Bằng 3. Sao bằng 3? Trời nè, đếm được sao không cộng đây được? Là bằng 4 chứ. Không phải bằng 3. Nè, tiếp lại coi, này mấy bịch rồi? 1, 2. Rồi 1, 2, 3, 4. Rồi cộng lại bằng mấy bịch? Nè, ở đây có 2 bịch nè. Rồi, bằng 3 nữa. Ở đây có 2 bịch, ở đây có 2 bịch nè, con cộng lại bằng mấy bịch? 1, 2, 3. Ở đây nữa chị. Này sao bịch này không điếm? 4. Rồi mẹ cho con được mấy bịch kẹo? 2, 3. Sao mà 3 nữa? Ủa vậy hồi sao vòng vòng hồi cũng mắc bịch là sao vậy trời? Cái bịch thì sao không biết vô. Ủa cái gì?